Xin chào anh em nha. Hôm nay có cái kèo thay cái nắp lưng A800 anh em. Thì mình đã mua về rồi này. Đó, chính xác luôn ha. A8. Con này là bê nắp lưng. Nắp lưng nó dạng bằng kính nha anh em, nên nó không dễ bê ha. Anh em nào mà có nhu cầu thay mấy cái đồ này á, gắp luôn cho mình nha. Đây, giờ tiến hành tháo nắp cũ ra nha. Cái này làm cũng nhanh thôi anh em. Khò nóng nha. Anh em khò nóng cái nắp sau này ra. À, nó bung keo ha. Bung keo thì mình rửa ra thôi. Cái nắp ring lên lâu rất là cứng nha anh em. Phải đóng đều thời gian tầm 2 phút nha. Tầm 2 phút thì nó mới bung được nha. Rồi, thử ra coi bung chưa. Còn tiếng nút tắt cho anh em là nó dễ hơn nha. Cho dân hồ mà mày. Ăn cái này luôn chị. Thấy em chỉ vô đây hình như gì cũng được. Ăn cái này. Con. Còn gì đâu lính. Thì đi ra phục vụ chơi vậy. Nhưng mà bắt rồi nó hai thôi à. Đi đâu nói. Chồng chưa phục vụ ngon vậy mày. Điều không mẹ. Chồng thực sự lúc chưa con thì chồng còn một thứ sáng chút chứ. Ta đây đang ganh tị lắm á. Có con rồi chồng ra rìa chứ. Nhưng mà lại cái kiểu vậy lúc chưa có con thì chồng nó mệt tại giờ nó quấy rấu. Lúc nào nó xét hết để ý để tới con khi có con rồi thì chồng nó mất tại vì đi á, đi ghê thôi. Ra nha anh em. Nói chung là cái nắp ring nó cũng rất là cứng. Giờ thì mình làm vệ sinh sạch keo hết ha. Keo cũ. Cái
Rồi sạch trơn nha anh em. Vệ sinh sạch này thì mình sẽ gắn lại. Nắp mới đây. Keo viền này nè. Đây mình phải luộc ra trước anh em. Đó, cho cái phần tay này vô trước nha. Về cái nắp này nó cắn không hành. Đèn phần tay vô trước anh em. Để nó khô rồi từ này dính lại là xong nha anh em. Rồi đẹp như mới luôn. Rồi chào anh em nha, đặt bề ra anh em.